Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 240. Vài người tiến vào miệng núi lửa, đáp xuống một bên, ở đó có một bệ đá khổng lồ, phía sau bệ có một cánh cửa, mấy người đẩy Ngô Bình qua cửa và bước vào trong. Cánh cửa là một cánh cửa bằng gang, vừa to vừa nặng, sau khi đi qua cửa sẽ có một lối đi hình vòng cung rộng 5 mét, đi thẳng vào trong. Mặt đất được lát bằng đá núi lửa, mỗi tầng đều được khắc ma văn, tỏa ra một luồng hơi thở ma đạo kỳ lạ. Đi một đoạn trong hành lang sẽ tiến vào một cung điện khổng lồ. Trong cung điện có một nhóm tu sĩ ma đạo đang quỳ trên mặt đất, miệng đang niệm một loại ma chú nào đó. Ở giữa họ, một người đàn ông lơ lửng trên không, ma khí không ngừng tỏa ra xung quanh, sau đó xâm nhập vào mũi và miệng của người đàn ông đó. Khi ma khí tiến vào, hơi thở của người kia ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong lòng Ngô Bình rung động, đây chính là một phương pháp để nhanh chóng tăng lên thực lực. Khi anh bước từ lối đi vào đám đông, người ở giữa đã có hơi thở của một vị tu sĩ cấp hỗn độn. Mấy người bắt anh tới yêu cầu anh dừng lại, một người trong số họ nói, thấy không, chỉ cần gia nhập chân ma tông của chúng ta, người sẽ lập tức trở thành cao thủ. Ngô Bình chớp chớp mắt, ý của ngươi là ta cũng có thể trở thành cao thủ như vậy. Người này mỉm cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, hiện tại ta sẽ giúp ngươi, sau khi trở thành cao thủ thì sao? Ngô Bình hỏi. Người này nói, trở thành cao thủ, ngươi sẽ là một trong những người đứng đầu chân ma tông của chúng ta. Ngô Bình lại liếc nhìn người đàn ông ở giữa, mặc dù hơi thở của hắn đã mạnh hơn, nhưng sinh lực trong cơ thể hắn đã bị hủy hoại, lẽ ra hắn đã chết từ lâu. Sở dĩ hắn vẫn chưa chết là bởi vì có sức mạnh ma đạo kia đang hỗ trợ hắn. Nói cách khác, cũng có thể coi là ha đã chết, hắn hiện tại cũng chỉ là một con rối ma đạo, một công cụ giết chóc của chân ma tông. Tuy nhiên, anh rất hứng thú với loại hơi thở ma đạo này, khi nhìn vào, anh phát hiện ra rằng hơi thở ma đạo xuất hiện trên không trung thực sự đến từ dưới lòng đất. Tầm mắt của anh xuyên qua mặt đất, anh nhìn thấy một ma thể cao vạn trượng chôn sâu dưới lòng đất, ngâm trong dung nham. Những vụ phun trào núi lửa gần đó đều có liên quan đến ma thể này. Tuy nhiên, ma thể này đã bị thiên đạo áp chế, không thể phát huy hết sức mạnh, chỉ có thể giải phóng một ít sức mạnh ma đạo để tìm hóa thân thích hợp. Phương pháp này cũng tương tự như phương pháp chọn hóa thân của Khương Tập. Điểm khác biệt là Khương Tập cần một bào thai, còn ma vật này lại có thể trực tiếp sử dụng cơ thể của tu sĩ. Thủ đoạn của ma đạo thực sự càng trở nên cực đoan hơn. Anh thầm nghĩ. Thế nào, có muốn thử không? Mấy người kia cười hỏi. Ngô Bình gật đầu, được, ta đồng ý thử một lần. Thế là anh được đưa lên vị trí trung tâm. Ngay khi anh vừa đến thì đã được một luồng sức mạnh hỗ trợ anh lơ lửng giữa không trung. Ngô Bình ngồi xếp bằng, đồng thời thay đổi hơi thở trong cơ thể, anh muốn xem hơi thở ma đạo này thần kỳ như thế nào. Nhìn thấy Ngô Bình nhắm mắt lại, những người đó đều mỉm cười vẫy tay với những người xung quanh. Đột nhiên, tiếng tụng niệm bắt đầu, từng luồng ma khí trào ra, xâm nhập vào miệng và mũi của Ngô Bình. Ngay khi những hơi thở này tiến vào, cấm kỵ của Ngô Bình đã hấp thụ chúng một cách điên cuồng, vừa loại bỏ ma tính của ma khí đồng thời hấp thụ các thành phần có lợi của nó. Những bộ phận bị loại bỏ đều bị Ngô Bình trấn áp bằng 10% phúc lành từ thiên đạo. Ma khí bị hấp thụ dần dần không theo kịp tốc độ luyện hóa của Ngô Bình, anh lập tức sử dụng quyền uy cướp đoạt, hơi thở ma đạo xung quanh lập tức tăng lên. Gấp 10 lần, liên tục tràn vào cơ thể anh. Lúc này, trong lòng anh chợt lóe lên, Lý Thiên Tà, một trong những hóa thân, quay trở lại và hấp thụ ma khí xung quanh. Lý Thiên Tà là quái vật ở Hồ Thất Tử biến thành, bản thân hắn ta có sức mạnh của ma đạo. Đối với hắn ta ma khí này chính là một liều thuốc bổ. Ma vật dưới lòng đất cảm nhận được sức mạnh phi thường của Lý Thiên Tà, ngay lập tức giải phóng ma khí cấp cao hơn, Lý Thiên Tà đã luyện hóa và hấp thụ tất cả, sức mạnh của hắn ta không ngừng tăng lên. Ngô Bình, thứ này ăn nhiều quá sẽ không có tác dụng phụ gì chứ? Lý Thiên Tà, so với hoàng thì ma chẳng là gì cả. Nếu có thể luyện hóa ma phía dưới, ta có thể thăng cấp thành cường giả kỷ nguyên. Ngô Bình, nó nhất định sẽ cảnh giác. Lý Thiên Tà, vậy thì luyện hóa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lý Thiên Tà hấp thu ma khí, trong cơ thể dần dần sinh ra 12 tầng cấm, sau đó là 14 tầng cấm rồi 15 tầng cấm. Khi tầng cấm thứ 16 vừa mới hình thành, ma đầu ở bên dưới đã nhận ra mình bị gài bẫy, lập tức cắt đứt ma khí, đồng thời trong đầu Ngô Bình vang lên một tiếng gầm, tiểu tử kiêu ngạo, ta sẽ giết ngươi. Ngô Bình, kêu gào cái gì, chờ ngươi ra ngoài rồi nói sau. Lý Thiên Tà lạnh lùng liếc nhìn ma đầu dưới lòng đất, nói, không bao lâu nữa ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ngay lúc Ngô Bình chuẩn bị rời đi, trong không khí có một âm thanh nổ tung.
Tên ngông cuồng to gan, dám trộm ma nguyên. Ngô Bình cười khẩy, dịch chuyển ra khỏi hang động và bay lên không trung. Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn bay tới, người này là ma tử, một cường giả tê thiên cảnh. Tuổi còn trẻ, cầm một thanh ma đao trong tay, mặc đồ đen, có mái tóc đỏ và đôi mắt màu tím, trong mắt phun ra ngọn lửa ma màu tím. Đen. Khi nhìn thấy Ngô Bình, hắn ta giận dữ gầm lên và vung đao chém tới. Ngô Bình thi triển kiếm thần tiêu, kích hoạt vô thượng kiếm đạo, trong nháy. Mắt đánh ra 3.000 kiếm. 3.000 kiếm này được tung ra vào những thời điểm khác nhau và theo các hướng khác nhau, theo thứ tự khác nhau, vì vậy trong nháy mắt chúng đã tạo thành một sát trận bát quái. Ma tử hừ lạnh, dùng ma đao chém mạnh, thực sự đã phá vỡ sát trận bát quái, sau đó giơ tay lên và chém ra một đao nữa. Một luồng đao quang màu đen chém về phía anh, Ngô Bình nheo mắt lại, sau một thời gian dài đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hưng phấn, ma tử này rất mạnh, anh cần phải dùng hết sức để đối phó. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu anh, thanh kiếm thần tiêu trong tay anh đột nhiên rung lên, sau đó một luồng hơi thở đáng sợ phóng ra ngoài. Thập đồ trong tay kêu lên, thiên nhận sơ giải, chủ nhân, dùng toàn lực. Ngô Bình cảm nhận được luồng hơi thở phi thường trong binh khí, lập tức đồn toàn bộ sức mạnh vào nó. Đột nhiên, kiếm thần tiêu lại tỏa sáng rực rỡ, biến thành một con chim thần và bay lên trời. Nó có sải cánh dài 3.000 trượng, trông giống như một con phượng hoàng, được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh 7 màu, mỗi chiếc lông vũ đều là một thanh kiếm sắc bén. Ngô Bình lập tức bay lên trên đầu con chim lớn, chỉ tay một cái, con chim lớn vỗ cánh, 10 vạn chiếc lông vũ như kiếm hóa thành những thanh kiếm sắc bén chém về phía ma tử. Ma tử giật mình, cất thanh ma đao và ngưng tụ một tấm khiên đen khổng lồ trước mặt. Kiếm quang va chạm vào tấm khiên khổng lồ và phát ra âm thanh leng keng. Chỉ có một vạn trong số 10 vạn chiếc lông vũ kiếm chém xuống, tấm khiên khổng lồ xuất hiện vết nứt, sau đó nó lập tức sụp đổ, những chiếc lông kiếm xuyên qua cơ thể của ma tử. Phải biết rằng, hắn ta có ma thể mạnh nhất, nhưng bây giờ bị đâm thủng lỗ chỗ, miệng và mũi liên tục chảy máu. Những chiếc lông kiếm này lợi hại đến mức không chỉ có thể giết chết thể xác mà còn có thể tổn hại đến thần hồn. Cơ thể của ma tử lắc lư và ngã xuống. Ngô Bình kinh ngạc sờ sờ đầu con chim lớn, n lên mấy lần, đây là thiên nhận sơ giải sao? Sức mạnh đột nhiên tăng. Thập đồ nói, đúng vậy, chủ nhân, tiểu nhân còn chưa đạt đến cấp độ thiên nhận sơ giải. Sơ giải là sự tiến hóa của sức mạnh, sau này kiếm thần tiêu sẽ có hình thức giết chóc như vậy, thuộc về thiên nhận cấp 1. Ngô Bình, mũ, y còn có thiên nhận cấp 2 sao? Thập đồ gật đầu, đúng vậy, chủ nhân, nghe nói trên đời có thiên nhận cấp 10. Nhưng ta chưa từng gặp qua. Thiên nhận mạnh nhất mà ta biết chính là thiên nhận cấp 5. Nhưng không có vấn đề gì, thiên nhận sẽ tiến hóa lên theo sức mạnh của chủ nhân. Ngô Bình nhìn thoáng qua, thật vậy, hình chiếu cấm kỵ của anh được hình thành trong cơ thể của con chim thần, cũng có 17 tầng cấm. Thiên nhận sơ giải được hình thành dựa trên điều này. Anh trầm ngâm suy nghĩ nói, xem ra ta phải tiếp tục cải thiện cấm kỵ mới được. Lý Thiên Tà bước ra khỏi cơ thể anh và nói, ta muốn tìm một nơi để tu luyện và tìm hiểu sức mạnh của ma đạo. Ngô Bình gật đầu, được. A Bạch nói, chúc mừng công tử đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 3, ban thưởng 10% phúc lành từ thiên đạo. Sau khi ma chủ chết, chân ma tông này trở thành địa bàn của Ngô Bình. Anh tìm thấy một pháp khí chữ vật từ trên cơ thể của ma tử, trong đó chứa đựng rất nhiều đồ tốt. Ngô Bình đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền ngồi xếp bằng, niệm chân ngôn của Phật môn, âm thanh truyền xuống. Tất cả đệ tử của ma môn đều ôm đầu kêu thảm thiết, toàn thân bốc khói đen, sức mạnh ma đạo trong cơ thể họ đang bị xua đuổi. Cùng lúc đó, ma đầu dưới lòng đất cũng gầm lên giận dữ và cảm thấy rất khó chịu. Ngô Bình vừa thấy hiệu quả liền lấy ra Phật châu tam kỷ do Đức Phật ban tặng. Hạt châu này được làm từ xá lợi của cổ Phật và là Phật bảo tối thượng. Hạt Phật châu bay lên trời và phóng ra hàng tỷ Phật quang, chiếu sáng trời đất. Tất cả tu sĩ của ma tông đều ngất đi và sức mạnh ma đạo trong cơ thể họ nhanh chóng bị xua đuổi. Hiện tại trong khu vực này có 300 vạn đệ tử của chân ma tông, tu vi cao thấp khác nhau, lúc này đều được Phật châu tam kỳ thanh tẩy. Sau khi tỉnh lại, bọn họ đều thành kính quỳ xuống đất, quỳ lạy về phía Ngô Bình. Ngô Bình lớn tiếng nói, từ nay về sau, các ngươi đều sẽ là đệ tử của Phật môn. Anh vừa dứt lời, 300 vạn đệ tử liền bay lên trời, quỳ xuống sau lưng Ngô Bình, cùng Ngô Bình tụng kinh. Toàn thân sáng lên Phật quang. Sức mạnh của những người này đi vào cơ thể của Ngô Bình, sau đó với sự trợ giúp của hạt Phật châu tam kỷ, Phật quang mạnh hơn rơi xuống và xuyên vào lòng đất. Phật châu tam kỷ này vốn rất khó phát huy sức mạnh của chính nó, dù sao nó cũng không phải đến từ kỷ nguyên này. Nhưng Ngô Bình đã nhận được 20% phúc lành của thiên đạo,
cho nên Phật Châu Tam Kỳ cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ khi ở trong tay anh, đủ sức chấn áp ma đầu. Ma đầu hét lên thảm thiết và bất ngờ đấm ra một cú, mặt đất toàn bộ khu vực sụp đổ, lộ ra một cảnh tượng như địa ngục. Khắp nơi là dung nham màu đỏ, ngọn lửa đen và mùi lưu huỳnh tràn ngập không gian. Ma đầu kia nhìn chằm chằm vào Phật Châu, gầm lên, Phật môn, lại là Phật môn, không có hồi kết. Chết đi. Cái đầu to lớn của nó cố gắng ngẩng lên, lông mày hé mở, một bóng người nhỏ màu đỏ lao ra từ đó, trên đầu có một chiếc sừng nhọn và miệng đầy răng nanh, nó hét lên và lao về phía Phật Châu Tam Kỳ. Thập đồ kêu lên, chủ nhân cẩn thận, đây là xá lợi của thiên ma. Ngô Bình lập tức lao sang một bên, bóng người nhỏ bé kia lao về phía Phật Châu Tam Kỳ, nhưng lại dừng lại cách đó vài trăm mét, nó bị ánh sáng do Phật Châu phát ra chiếu vào, tuy dùng sức giấy giụa, nhưng vẫn không thể tiến lên một. Tấc, cơ hội tốt, thập đồ hét lên, chủ nhân, nhanh chóng luyện hóa. Ngô Bình sử dụng quyền uy suy yếu và cướp đoạt, nhưng ngay khi quyền uy của anh đến gần thì đã bị xá lợi thiên ma đánh bật ra, chính anh cũng hộc máu. Anh nghiến răng nghiến lợi, thầm quyết tâm và nói, ngươi cũng khá mạnh mẽ, lại đây cho tai. Anh thúc giục tàng cơ giới trên tay, một tia sáng xẹt qua, xá lợi thiên ma biến mất ngay lập tức, nó được chuyển đến bên trong tàng cơ giới. Một giây tiếp theo, Ngô Bình cũng mang theo Phật Châu Tam Kỳ biến mất, trở về không gian bên trong tàng cơ giới. Lúc này, tàng cơ đang huy động sức mạnh để trấn áp xá lợi thiên ma. Xá lợi thiên ma này hoàn toàn không coi trọng Ngô Bình, thậm chí còn cố gắng đối đầu với Phật Châu Tam Kỳ. Nhưng nó không ngờ rằng Ngô Bình lại mang nó tới nơi này. Ngươi là cái gì? Xá lợi thiên ma tương đương với nguyên thần của ma đầu, nó hoảng sợ hỏi. Tàng cơ biến thành một chàng trai trẻ, nhìn xá lợi thiên ma một cách vô cảm và nói, tên ma đầu nhỏ bé, sao còn không nhận trừng phạt? Khi hắn ta nói xong, 10 sợi xích trật tự xuất hiện xung quanh, mỗi sợi đều có tia sét và ngọn lửa, chúng xuyên qua cơ thể của xá lợi thiên ma và cố định nó giữa không trung. Dưới 10 sợi xiềng xích, ngay cả khi tên ma đầu kia ở thời kỳ hoàng kim cũng phải bị trấn áp chứ đừng nói đến một xá lợi suy yếu. AI xá lợi thiên ma hét lên. Ngô Bình lập tức sử dụng quyền uy cướp đoạt, trong tàng cơ giới, quyền uy cướp đoạt của anh được khuếch đại lên hàng chục lần, sức mạnh thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc, làn khói màu vàng kim bay ra từ trên người xá lợi thiên ma, bị thiên anh của Ngô Bình nuốt chửng. Kỳ diệu thay, xá lợi của thiên ma thực chất lại vô cùng thuần khiết, thậm chí còn thuần khiết hơn cả xá lợi của một số cường giả Phật đạo. Đó là bởi vì khi ma đầu đủ mạnh, ma lực trong cơ thể phân cực sẽ bị đảo ngược, biến thành loại xá lợi thiên ma này. Chỉ có như vậy, ma đầu mới có thể điều khiển được ma lực của mình. Ngô Bình có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh thuần túy, tầng cấm thứ 17 của anh nhanh chóng hoàn thành, sau đó tầng cấm thứ 18 xuất hiện. Hai ngày sau, tầng cấm thứ 18 hoàn thành. Khi tầng cấm thứ 19 cũng xuất hiện, Ngô Bình đột nhiên cảm thấy cực kỳ đói khát, hóa ra xá lợi lời thiên ma đã bị anh cướp đoạt hết, biến thành cát bụi, vương. Vãi trên mặt đất, Tàng Gơ, chủ nhân luyện hóa ma đầu này, tu vi tăng lên rất nhiều, thật đáng mừng. Ngô Bình nói ừ, Tàng Cơ, ta muốn lấy thân thể của ma đầu vào, ngươi giết nó cho ta. Không còn xá lợi thiên ma, nhưng ma đầu kia ít nhất vẫn còn một nửa sức mạnh, Ngô Bình muốn đưa nó vào Tàng Cơ để trấn áp. A Bạch, công tử, đây là nhiệm vụ tiếp theo, trấn áp chân ma 3 tuần. Ngô Bình, thì ra nó gọi là 3 tuần à, được rồi. Giây tiếp theo, anh quay trở lại bầu trời phía trên dung nham, với 19 tầng cấm, sức mạnh của anh tăng vọt, anh nắm giữ Phật Châu Tam Kỳ. Với sức mạnh của nó, cấm kỳ cô đọng thành một bàn tay lớn có Phật quang, anh trực tiếp tóm lấy cổ. Ma đầu, kéo nó vào trong tàng cơ giới. Chẳng bao lâu, ma đầu biến mất, nó cũng giống như xá lợi thiên ma, bị áp chế bởi 10 sợi xích xuyên qua cơ thể nó. Chúc mừng chủ nhân, ta sẽ ban thưởng cho ngài thêm 10% phúc lành từ thiên đạo. A Bạch nói, đôi mắt to lớn của ma thể nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, trong con ngươi tràn đầy ma ý. Chân ma hiện tại đã không có xá lợi thiên ma. Đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, thả ta đi, ta sẽ cho ngươi lợi ích to lớn. Ma thể nói. Ngô Bình, nói ta nghe thử xem. Ma thể, ta biết ở kỷ nguyên này tồn tại 2 cái hang kho báu, trong đó có những bảo vật vĩ đại nhất của kỷ nguyên. Ngô Bình, vậy nói một cái trước đi, nếu ta thật sự có thể tìm được bảo vật, ta sẽ tin ngươi. Ma thể biết Ngô Bình chắc chắn sẽ không thỏa hiệp trước khi nhìn thấy đồ thật, hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó, một tin tức xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Hang kho báu đó nằm ở Đại Lục Thánh Cổ, nơi được gọi là núi thần Côn Luân. Côn Luân à? Trong ấn tượng của anh,
Trong một thế giới chiều thấp anh ở có một nơi gọi là Côn Luân, xem ra anh đã tìm lại được nguồn gốc ánh xạ của Côn Luân. Sau khi ra khỏi tàng cơ, anh khôi phục lại khu vực bị hư hại, sau đó dẫn theo mấy trăm vạn tín đồ, sắp xếp cho họ ở bên ngoài cung Huyền Thiên, làm người canh giữ cung Huyền Thiên. Anh kể lại việc trấn áp ma đầu cho hai vị thiên đế và sư tôn, khiến cả ba người đều ngạc nhiên. Ngô Bình đang suy nghĩ về kho báu và chuẩn bị quay trở lại Đại Lục Thánh Cổ. Tuy nhiên, anh còn chưa rời đi thì trong lòng chợt có một cảm giác gì đó và lập tức nhận được tin tức từ nơi mình đang ở. Giây tiếp theo, anh xuất hiện tại Đại học Thần Kinh ở Thế Tục. Hàn Băng Nhiên, người đã là sinh viên năm thứ hai của Đại học Thần Kinh, vừa bị Lâm Tôn khống chế trên sân thượng của tòa nhà giảng dạy. Cô ta không thể cử động được, ngồi trên mặt đất, nhưng cô ta lại rất bình tĩnh, nhàn nhã nói, Lâm Tôn, anh có biết bạn trai của tôi là ai không? Lâm Tôn nhìn chăm chằm cô ta, cười lạnh, tôi đương nhiên biết. Nhưng cậu A là một kẻ sỉ tình, nếu khống chế cô thì cậu ta sẽ nghe lời tôi. Nói xong, hắn ta cho Hàn Băng Nhiên uống một viên đan dược, hắn ta cũng nuốt một viên. Vừa uống đan dược xong, Ngô Bình đã xuất hiện trước mặt hai người. Lâm Tôn không hề ngạc nhiên và nói, Ngô Bình, cậu thực sự tới đây. Ngô Bình cau mày, Lâm Tôn, ngươi chán sống rồi sao? Lâm Tôn cười lạnh, thật sao? Hàn Băng Nhiên và ta đã cùng nuốt, đồng mệnh đan, nếu ta chết, nàng ta cũng sẽ chết. Ngô Bình đi tới đỡ Hàn Băng Nhiên đứng dậy, hỏi, Băng Nhiên, không sao chứ? Hàn Băng Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, hắn ta cho ta uống một viên đan dược. Không sao đâu, tên ngốc như hắn ta sao có thể biết được năng lực của ta? Đừng nói là một viên đan dược, dù là 100 viên cũng chẳng là gì với ta. Hàn Băng Nhiên gật đầu, đứng ở phía sau Ngô Bình. Lâm Tôn cau mày, Ngô Bình, ngươi quá tự tin. Ngô Bình bình tĩnh nói đi, ngươi muốn cái gì? Lâm Tôn trừng mắt nhìn anh, gằn từng chữ một, lần trước tất cả bảo vật trong hồ thất tử đều bị ngươi lấy đi đúng không? Chỉ cần ngươi giao ra toàn bộ bảo vật trên người, ta sẽ không làm tổn thương Hàn Băng Nhiên dù là một chút. Chỉ vậy thôi sao? Ngô Bình có chút thất vọng, anh còn cho rằng Lâm Tôn rất tham vọng. Lâm Tôn cười lạnh, ta biết ngươi có nhiều may mắn, có được tài nguyên của ngươi, ta có thể một bước lên trời. Ngô Bình thở dài, ta hiểu rồi. Nói xong, anh búng tay một cái, thời gian quay ngược lại, Lâm Tôn bất lực nhìn hắn ta quay lại khoảnh khắc lấy ra đan dược. Ngô Bình bước tới, vỗ tay lấy đan dược rồi tát Lâm Tôn bay đi. Sau đó, thời gian lại trở lại thời điểm ban đầu. Tuy nhiên, viên đan dược mà Hàn Băng Nhiên uống đã biến mất, như thể chưa từng uống qua. Sắc mặt Lâm Tôn tái nhợt, run giọng hỏi, ngươi thật sự có thể bóp méo thời gian, tu vi của ngươi đã đạt tới mức nào? Ngô Bình bình tĩnh, N của ta là Lý Huyền Bình. Ngươi chỉ biết ta tên Ngô Bình, lại không biết tên thật. Lý Huyền Bình, sắc mặt Lâm Tôn thay đổi, hẳn ta hét lên, ngươi là Huyền Bình Đại Đế, một trong ba thiên đế. Ngô Bình bình tĩnh nói, có rất nhiều người biết thân phận của ta, ngươi có biết tại sao mình không biết không? Lâm Tôn hỏi, tại sao? Ngô Bình, bởi vì ta và ngươi đã không còn cùng đẳng cấp, ngươi không biết A là ai, giống như côn trùng dưới đất không biết tên của chim ưng trên bầu trời dày. Lâm Tôn nắm chặt nắm đấm, đột nhiên một cảm giác nhục nhã nảy lên. Ngô Bình nhìn chằm chằm hắn ta, hỏi, ta luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp mặt rồi không? Ánh mắt Lâm Tôn lóe lên, nói, làm sao ngươi có thể từng gặp ta được? Ngô Bình trầm ngâm nói, ngươi là Đại Thiên Tôn. Toàn thân Lâm Tôn run rẩy, lập tức phủ nhận, Đại Thiên Tôn là cái gì, ta chưa từng nghe qua. Ngô Bình nhìn chằm chằm hắn ta khiến ra đầu hắn ta tê dại. Biết mình không thể giấu được, vì thế thấp giọng nói, sao ngươi biết ta? Ngô Bình, ta cũng từ thế giới kia đi ra, đi từng bước một cũng không hề dễ dàng. Khi đó ngươi, Đại Thiên Tôn, có vinh quang vô hạn. Lâm Tôn, ta chỉ là hình chiếu của một người trong thế giới chiều thấp thôi, chỉ cần một ý nghĩ của người đó thì ta nhất định sẽ chết không nghi ngờ vì vậy. Xin hãy giấu kín thân phận của ta. Ngô Bình cười lạnh, ngươi nhắm vào ta, còn mong đợi ta giúp ngươi che giấu thân phận. Lâm Tôn nói, Lý Huynh, ngươi có biết người ta đang nói đến là ai không? Ngô Bình cảm thấy hứng thú, hỏi, ai? Một cường giả kỷ nguyên đang ngủ say, ta một mực cố gắng nâng cao thực lực, sau đó tìm cơ hội thay thế hắn. Ngô Bình, ồ, cường giả kỷ nguyên. Đại Thiên Tôn, sau khi đến chủ vũ trụ, ta có được một phần trí nhớ của hắn, hắn đã nổi tiếng từ mấy kỷ nguyên trước, hơn nữa còn là một trong những thiên đế của kỷ nguyên đó, được xưng là Đại Thiên Tôn. Ngô Bình, hắn ngủ ở đâu? Trong một mảnh vỡ kỷ nguyên nào đó, năm đó hắn bị trọng thương, vẫn luôn ở bên trong nghỉ ngơi,
hiện tại vẫn đang trong trạng thái ngủ đông. Ngô Bình, vậy ngươi rất có can đảm, dám chống lại hắn, muốn chiếm đoạt thân thể của hắn, ngươi cho rằng chút thực lực của mình có thể làm được sao? Lâm Tôn đột nhiên nhìn Ngô Bình và nói, bây giờ ngài là đại đế Huyền Bình, một cường giả tê thiên cảnh, vậy phải có cách để giết hắn đúng không? Ngô Bình nheo mắt lại, ngươi muốn ta giúp ngươi giết một cường giả kỷ nguyên. Lâm Tôn bỗng nhiên kích động nói, ta vẫn luôn muốn làm quen một cao thủ như ngài, đáng tiếc không có cơ hội. Mặc dù cường giả kỷ nguyên rất đáng sợ, nhưng ta là hình chiếu của hắn, ta biết điểm yếu của hắn là gì. Với sự giúp đỡ của ta, ngài chắc chắn có thể giết chết hắn. Trên người hắn có rất nhiều báu vật, đó đều là báu vật quý giá từ kỷ nguyên của hắn. Ngô Bình cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Lâm Tôn, tu vi của ngài vượt xa ta, ngài chắc chắn có cách để phán đoán xem những gì ta nói có phải là sự thật hay không. Ngô Bình, nếu ta giết hắn, chẳng phải ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thay thế được hắn sao? Lâm Tôn, thứ nhất, nếu hắn tỉnh dậy thì ta chắc chắn sẽ bỏ mạng. Thứ hai, ta không có tham vọng lớn như vậy, ta chỉ cần 1%, thậm chí 1/1000 sức mạnh của đối phương là được. Ngô Bình hỏi, cường giả kỷ nguyên đó tên là gì? Hằng Thiên, Ngô Bình suy nghĩ một chút, xua tay nói, cút đi. Lâm Tôn nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy mà không quay đầu lại, như thể lo lắng rằng Ngô Bình sẽ giết hắn ta. Nhìn thấy Ngô Bình để đối phương rời đi, tuy rằng Hàn Băng Nghiên không hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi, Bình ca, có thể nào hắn chỉ đang lừa huynh không? Cố ý, lừa huynh đến gần người mạnh mẽ đó, sau đó mượn dao giết người. Sự lo lắng của cô ta không phải là không có lý, Ngô Bình mỉm cười và nói, đừng lo lắng, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Hôm nay ta không giết hắn ta cũng vì cho, Đại Thiên Tôn năm đó một chút mặt mũi thôi. Sau khi đưa Hàn Băng Nghiên về nơi ở, Ngô Bình quyết định ở lại với cô ta vài ngày. Lúc này anh hỏi Thập Đồ, người có từng nghe qua người tên Thiên Hằng này? Chưa. Thập Đồ, ta có nghe nói, nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt. Người này lúc đó thực sự rất lợi hại, là một cường giả kỷ nguyên. Tàng Cơ hẳn là biết nhiều hơn về hắn. Sau đó, Ngô Bình liên lạc với Tàng Cơ thông qua Tàng Cơ giới, hỏi hắn ta có biết Thiên Hằng không? Tàng Cơ, chủ nhân, Thiên Hằng năm đó cũng đã từng cướp Tàng Cơ, chủ nhân trước đó cũng bị hắn làm bị thương. Tuy nhiên, hắn cũng bị trọng thương nặng bên trong Tàng Cơ. Ngô Bình, thì ra hắn chính là người đã làm bị thương Tàng Cơ chỉ chủ trước đó. Người này rất mạnh sao? Tàng Cơ, hắn là một cao thủ đỉnh cao trong số những cường giả kỷ nguyên, sức mạnh của hắn vượt trội hơn so với chủ nhân trước đây. Nếu không có sức mạnh của Tàng Cơ, chủ nhân trước căn bản không phải là đối thủ của Thiên Hằng. Ngô Bình, ta nhận được tin tức Thiên Hằng đang ngủ say ở đâu đó, nếu ta đưa hắn vào Tàng Cơ giới, người có xác định có thể trấn áp hắn không? Tàng Cơ, năm đó hắn bị thương rất nặng, trấn áp hắn cũng không khó, nhưng có nguy hiểm nhất định. Biết thực lực của Thiên Hằng, trong lòng Ngô Bình cũng hiểu rõ. Buổi chiều, anh và Hàn Băng Nghiên cùng đến lớp đi học, thân là thiên đế, anh đương nhiên không cần đến lớp nữa, nhưng để đi cùng bạn gái cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi Hàn Băng Nghiên đi theo Ngô Bình, cô ta chính là người phụ nữ của thiên đế, khí chất càng ngày càng tốt, hiện giờ người muốn theo đuổi cô ta đã xếp hàng dài ít nhất 10 dặm. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này Ngô Bình không hề xuất hiện nên nhiều người cho rằng Hàn Băng Nghiên chưa có bạn trai nên không thiếu người theo đuổi cô ta. Mặc dù Hàn Băng Nghiên kiên quyết từ chối, nhưng vẫn có rất nhiều người đến sau. Lúc này, Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên đang ngồi ở hàng sau, anh chuẩn bị mấy món ăn vặt, đều lấy từ thiên giới và đại lục thánh cổ, chỉ có thiên đế và thánh hoàng mới có cơ hội ăn, cực kỳ ngon. Hàn Băng Nghiên ăn một cách vui vẻ, cười nói, Bình ca, huynh có thể thường xuyên tặng loại thức ăn này cho ta được không? Ăn ngon quá. Ngô Bình cười nói, được, khi nào có thời gian ta sẽ gửi cho ngươi. Lúc này, một chàng trai mặc áo trắng bước vào cửa, cầm một bó hoa tươi, trông cậu ta cũng khá đẹp trai, cao khoảng 1,8 mét, khuôn mặt tràn đầy tự tin. Vừa bước vào cửa, cậu ta liền nhìn thấy Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên đang nói cười, nụ cười trên mặt cậu ta chợt cứng đờ, sau đó sắc mặt tối sầm đi về phía bọn họ. Khi người này đi đến, Ngô Bình cảm thấy một lồng hơi thở đặc biệt tỏa ra từ cơ thể cậu ta, anh bí mật hỏi Thập Đồ, người có nhận ra rằng người này có một hơi thở rất kỳ lạ không? Thập Đồ dùng thần niệm liếc nhìn một cái, lập tức nói, chủ nhân, người này chính là chân linh của kỷ nguyên trước tái sinh vào kỷ nguyên này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 240.